sự tàn phá của virus Việt Á. Quý vị và các bạn thân mến, công ty Việt Á nổi lên như một nhân tố ngăn chặn virus corona, nhưng vì những thủ đoạn xảo quyệt mà công ty Việt Á bỗng trở thành một thứ virus thâm độc. Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm, thực sự khiến dư luận không tránh khỏi sửng sốt. Bởi lẽ khi giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến vướng vòng lao lý với lời tự thú đã nhận hối lộ 27 tỷ đồng từ công ty Việt Á, thì chính ông Phạm Xuân Thăng đã bày tỏ sự bức xúc. Sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến là rất nghiêm trọng, đi ngược lại về nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Chớ trêu thay, bây giờ ông Phạm Xuân Thăng trở thành cán bộ cao cấp tiếp theo dính líu đến công ty Việt Á. Sau ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Cả ba đối tượng Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh đều là ủy viên Trung ương Đảng với quyền uy đủ để nói có người nghe, đe có người sợ. Vậy mà họ lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh thật nghiệt ngã và bẽ bàng. Công ty Việt Á nổi lên như một nhân tố ngăn chặn virus corona, nhưng vì những thủ đoạn xảo quyệt mà công ty Việt Á bỗng trở thành một thứ virus thâm độc, xâm hại đời sống cộng đồng. Sự tàn phá của virus Việt Á diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương, ở nhiều đơn vị. Thậm chí virus Việt Á còn khiến nhiều nhân vật lãnh đạo của Học viện Quân y cũng thúc thủ cay đắng. Đến nay, liên quan đến sai phạm của công ty Việt Á đã có gần 100 đối tượng bị khởi tố. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tiêu cực tham nhũng đã xác định đây là một đại án phải xử lý rốt ráo nên quá trình điều tra vẫn tiếp tục được mở rộng. Một điều rất chua chát là những giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh từng thề thốt về sự liêm chính trước cám dỗ vật chất của Liên minh Ma quỷ Việt Á đều lần lượt sổ khám. Không thể nào nói khác hơn, đạo đức ngành y hoàn toàn không có sức đề kháng đối với virus Việt Á. Câu chuyện của công ty Việt Á chắc chắn còn nhiều tình tiết bất ngờ và lâm ly cho đến khi đại án này được đưa ra xét xử công khai. Thế nhưng chỉ với những gì đã có hiển thị trên hồ sơ lực lượng chức năng thì virus Việt Á đã là một phép thử oái oăm cho bản lĩnh trong sạch của đội ngũ cán bộ. Nếu khẳng định cán bộ địa phương do chật vật kinh tế mà nao núng để công ty Việt Á lung lạc thì cán bộ trung ương có phải túng thiếu đâu mà sa ngã hàng loạt như vậy. Rõ ràng đó là hệ lụy của sự kém tu dưỡng để lòng tham đưa đường chỉ lối vào mê hồn trận suy đồi. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến an nguy của xã hội, những ai còn chút lương tri đều cảm thấy bản thân cần dự phần can đảm và tử tế. Không có virus nào dễ dàng tấn công và đánh gục một cơ thể cương tráng. Virus Việt Á chỉ đắc thắng khi luồn lách vào những kẻ đã mang sẵn căn bệnh tha hóa. Con trùm buôn lậu xăng dầu lĩnh án dưới khung, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao kháng nghị vụ án. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của 29 bị cáo, kháng cáo của 14 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đặc biệt cho rằng một số bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù và có tình tiết tăng nặng. Trong số này có bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, con trai của Phan Thanh Hữu, chủ mưu vụ buôn lậu. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chỉ phạt tiền. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ phạm tội nên đã kháng nghị lại một phần bản án sơ thẩm. Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài tới ngày 24 tháng 3 do thẩm phán Trần Thị Thu Thủy làm chủ tọa. Trước đó, đầu tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng 17 năm tù, Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh 16 năm tù cùng về tội buôn lậu. Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan 15 năm tù về tội nhận hối lộ. 70 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 2 tới 15 năm tù cùng về tội buôn lậu. Theo bản án sơ thẩm, Hữu và Viễn có quen biết với nhau trước đó do cùng làm chung công ty. Tháng 9 năm 2019, Hữu mua 4 tàu thủy Nhật Minh để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Lúc này, Hữu biết Viễn đang điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng buôn lậu xăng. Sau đó, Hữu, Viễn cùng với 3 người khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore, thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Tiếp đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do, giáp danh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia. Đến khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak, Singapore, liên lạc với đại lý để nhận hàng.
Khi tàu này nhận hàng xong về tới vùng biển Việt Nam, Hiễu chỉ đạo nhân viên đưa tàu ra nhận xăng trở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để tiêu thụ. Để xăng có màu vàng nhạt như thị trường Việt Nam đang tiêu thụ, Hiễu sử dụng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế, rồi bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Tiếp đó số xăng này được vận chuyển đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang bán cho các đầu mối khu vực phía Nam. Ngoài ra cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đang bỏ trốn, góp 19,3 tỷ đồng để mua hai tàu biển Khánh Hòa 1 và Khánh Hòa 3 để chở xăng lậu. Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singapore, còn Đức lo tiêu thụ xăng. Ngoài Tứ, Hiễu còn bán xăng cho Trần Thị Thanh Vân, giám đốc công ty Trúc Vân, trở lên thành phố Thuận An, Bình Dương tiêu thụ. Khi biết đường dây của Hiễu bị triệt phá ở Vĩnh Long, Viễn tiếp tục điều tàu Khánh Hòa 3 bơm xăng bán cho các đầu đầu ở cảng Bắc Vân Phong. Đến tháng 4 năm 2021, Viễn biết chuyên án đang mở rộng điều tra nên chỉ đạo bơm 1,2 triệu lít xăng còn lại sang tàu Pacific Ocean trả cho chủ hàng ở Singapore. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít trị giá gần 98 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hiễu và Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.800 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng Hiễu hưởng hơn 105 tỷ đồng. Không xử phạt xe chưa đăng kiểm trong thời điểm hiện nay là công bằng. Quý vị và các bạn thân mến, lượng xe đến hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội là 68.690, khả năng các trung tâm đăng kiểm chỉ đáp ứng khoảng 15%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 dự kiến 44.350, khả năng đáp ứng chỉ 49% nhu cầu. Vậy thì, số xe không kiểm định được lại bị vi phạm lỗi quá hạn đăng kiểm xe ô tô một ngày sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Người dân quá khổ sở với đăng kiểm trong thời điểm hiện nay, xếp hàng rồng rắn, mất thời gian, ảnh hưởng tới công ăn việc làm, chưa kể thiệt hại do xe không được đăng kiểm. Những tổn thất trong kinh doanh do xe không đăng kiểm được để hoạt động thì ai sẽ đền cho người dân đây? Cho nên xét ở mọi khía cạnh, xử phạt các trường hợp chưa đăng kiểm trong lúc này là không công bằng. Bởi vì cơ quan đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu đăng kiểm của người dân do thiếu nhân lực, nguyên nhân thì ai cũng biết, không cần phải nói thêm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cục sớm triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để đảm bảo phục vụ hoạt động kiểm định xe cơ giới cho người dân thuận lợi, nhanh chóng. Giải pháp lâu dài là sửa đổi thông tư 16, trong đó có nội dung miễn kiểm định lần đầu và có điều kiện đối với ô tô mới sử dụng, tính toán chu kỳ đăng kiểm xe phù hợp. Giải pháp hiện tại là ngoài tiếp nhận 50 chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông để chi viện cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, tiếp tục thực hiện tăng ca, tăng kíp, làm cả ngày nghỉ, huy động những người bị khởi tố nhưng được tại ngoại, đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, đảm bảo trình độ chuyên môn để chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Người dân hy vọng chỉ trong tháng 3, khủng hoảng đăng kiểm sẽ được giải quyết. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép đăng kiểm xe quá hạn 15 ngày, nhưng không ai đảm bảo đến khi nào thì hoạt động đăng kiểm mới trở lại bình thường. Do đó cần đưa ra một khoảng thời gian không xử phạt phù hợp với thực tế giải quyết khủng hoảng để người dân đủ điều kiện và thời gian đăng kiểm, sau đó có bị xử phạt thì cũng tâm phục, khẩu phục. Về đạo lý là sự công bằng, về pháp lý cũng có cơ sở để vận dụng, đó là theo khoản 4 điều 11, luật xử phạt vi phạm hành chính quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng, đưa ra một quyết định vừa hợp đạo lý, đúng pháp lý và được lòng dân, tại sao không làm?